Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Để tiếp tục cho những lựa chọn nắng nóng mùa hè thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Afternoon Slap, 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 slap của Alexandria, một trong những mùi hương cũng đang được tung hô khá nhiều trên những nền tảng, đặc biệt là top top. Vậy thì mùi hương của em này nó có phù hợp với mùa hè hay không? Và so với cái phiên bản gốc mà trái nước hoa này được làm giống, đó chính là Afternoon Swim của nhà Louis Vuitton, nó sẽ như thế nào? Toàn bộ sẽ được trả lời trong video ngày hôm nay. Bắt đầu thôi! Nói đi nói lại nhưng mà vẫn phải nói thường xuyên, đó chính là cái việc nếu như các bạn muốn biết hơn về định hướng cũng như là cái một vài cái thông tin cụ thể về cái thương hiệu Alexandria, một thương hiệu đến từ Mỹ, thì các bạn có thể xem lại những cái video đầu tiên mình làm về cái thương hiệu này. Các bạn có thể tìm trong những cái video như là Basilia 13ZZ01 hoặc là con Zion, thì một vài thông tin cũng như là cái trải nghiệm của mình về những mùi hương nổi tiếng của nhà hương này, lời khuyên dành cho các bạn để các bạn có thể hiểu hơn về cái thương hiệu này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Afternoon Slap của Alexandria. Trước tiên thì Afternoon Slap được lấy cảm hứng từ Afternoon Swim của nhà Louis Vuitton. Hôm trước thì tôi đã phải mạnh dạn đi ra một cái store đeo khẩu trang khá là kín để tôi thử cái mùi hương này. Đã nói đeo khẩu trang tại vì thực ra tôi cũng rất là ngại đến những cái shop mà tôi không quen biết để tôi thử mùi. Thì LV Afternoon Swim khi mà tôi trải nghiệm ở trên da tôi, phải nói rằng cái phiên bản đó là một cái phiên bản làm suy sút cực kỳ tốt. Đối với cá nhân mình, những cái mùi hương được trải nghiệm của nhà LV tuy là chưa nhiều, nhưng những cái lựa chọn mà mình tìm tới để thử của nhà này thì có một cái đặc điểm mà mình nhận ra, đó chính là LV họ có một cái xu hướng, đó chính là làm những nốt hương cam chanh vô cùng tự nhiên, rất là chân thật. Có thể là do cái nguồn nguyên liệu đầu vào của họ được chọn lọc, có giá thành đắt đỏ hơn, chất lượng cao hơn so với những cái phân khúc nước hoa ở phía dưới, hoặc là để điển hình như kiểu là của Alexandria, nên là các bạn sẽ dễ dàng có thiện cảm ngay từ phần top nốt của những chai nước hoa của LV đó. Nhưng cái mà các bạn cần biết về những sản phẩm mùa hè của LV đó chính là câu chuyện hiệu năng rất kém. Thời gian vừa qua thì tôi cũng có nghe có vài mùi của LV nó có hiệu năng tốt hơn, nhưng mà đáng tiếc là mình chưa thử. Nhưng mà những cái con tôi thử thì tôi nhận ra một điều rằng hiệu năng lở vãi hề luôn. Xịt trên da đâu đó tầm 2 tiếng, nếu mà xịt trên giấy không có nhiệt độ thì gần như là các bạn chỉ cần sau 15 đến 20 phút các bạn không ngửi rõ mùi hương đó nữa. Đây là một cái điểm khá đáng buồn, tại vì với một cái số tiền các bạn bỏ ra khá lớn, tầm mình nhớ không nhầm 8 đến 9 triệu nếu mà mua ở thị trường Việt Nam cho một chai nước hoa LV mà chỉ nhận được mỗi cái mùi hương chân thật nịnh mũi ban đầu thôi mà lại có một cái hiệu năng tệ, thì nói thật là khá là ném tiền qua cửa sổ. Và đó cũng là cái lý do vì sao mà mình không có một chai nước hoa nào của LV ở trên kệ là vì thế. Và sau đó thì tôi đã về, tôi đã xin một cái giấy thử, và tôi về để tôi cầm con Afternoon Slap này để tôi có thể thử hai mùi với nhau. Và mình có thể nói rằng nếu như các bạn đang tìm một cái lựa chọn mùa hè mang được cái hơi hướng giống một phần nào đó giống với chai LV Afternoon Swim thì đây là một lựa chọn rất ok. Chúng ta cùng nhau ngó vào cái phần thiết kế nhá. Vẫn là một cái thiết kế màu xanh, kiểu xanh ngọt, xanh kiểu đại dương của nhà Alexandria. Nó không có một cái gì đặc biệt cả. Những cái thông tin về những cái size nhỏ vuông vuông, nắp gỗ thì ở trên những cái trang chủ của Alexandria các bạn cũng có thể nhìn thấy. Nhưng mua ở thị trường Việt Nam thì các bạn khó có thể tìm thấy những cái chai đó. Còn những cái chai to này nó nhiều hơn. Và con này thì nó có tên cụ thể là Afternoon Slap và phiên bản là Excess de Perfume 100ml. Nó không có cái gì khác so với những cái chai nước hoa khác cả. Và để bày trên kệ thì các bạn có thể nhìn đâu đó ở trên kệ này của mình đó, bày một dàn này đi trông cũng khá là đẹp. Về cái phần vòi xịt của chai nước hoa này thì tôi thấy vòi của nó khá ổn, thậm chí rằng nó tốt hơn những cái chai nước hoa cùng phân khúc giá của nó từ những cái thương hiệu designer. Nên là về riêng về phần thiết kế thì cũng không quá đặc biệt nếu như là bạn là người xem khá nhiều những video về Alexandria rồi. Ui, xịt ra thơm thật.
Afternoon Slap trên trải nghiệm của mình nó sẽ như thế nào? Nếu như bạn là một người cũng hay xem những cái buổi live TikTok và đặt cái câu hỏi rằng Afternoon Slap có ok không anh, thì mình hay nói với các bạn rằng Dry Down nó khá là ok, nhưng mà cái phần top note của nó có phụ độ nó hơi cấn cấn một tí, nó hơi lở lở, nó hơi kiểu đối ngược nhau, đối nghịch nhau. Thế thì mùi hương này nó sẽ đối nghịch như thế nào? Thì khi mà các bạn xịt ra ấy, thì ngay ở cái phần top note của em nó thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi ngọt của cam khá là rõ rệt, ngọt rất rõ, và một cái nét the đến từ cái phần vỏ. Nó sẽ làm cho các bạn nghĩ tới những cái quả cam với những cái phần vỏ màu vàng. Nó không quá chín, mix cùng với nhau. Nhưng sau khoảng tầm 10 đến 15 giây, các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi mặn mặn, khô khô. Cảm giác là cái vai của ở trong này nó có một cái nốt hương là muối. Cái muối này nó đang hút đi cái vị ngọt và cái độ tươi. Nó làm cho cái con Afternoon Slap của nhà Alexandria nó trở nên nhanh chóng dry down, và các bạn sẽ không nhận thấy cái nét tươi của cam nữa. Thực ra đây là một cái mà tôi không thích một xíu nào về phần top note. Nếu như cứ duy trì được cái nét ngọt của cam tươi nó sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà khi mix muối vào nó làm cho một cái sự đối nghịch chuyển biến mùi hương rất rõ rệt. Mặc dù cái sự đối nghịch này nó sẽ có những cái mặt tích cực và mặt tiêu cực, nhưng mà tôi nghĩ là cái trải nghiệm mùi hương của tôi mặt tiêu cực của cái phần top note của Afternoon Slap nó sẽ rõ rệt hơn. Và sau khoảng tầm 30 cho đến 45 phút thì mùi hương này bắt đầu bền, gọi là có một cái sự ổn định ở trên da. Thì cái nét tươi của cam nó sẽ bớt đi, chỉ còn cái nét ngọt trên cái nền hơi kiểu mặn mặn. Các bạn cứ hình dung vừa ngọt vừa mặn nó sẽ ra một cái vai kiểu gì. Phải nói rằng là cái phần mà mình rất muốn truyền tải với các bạn là cái phần chuyển biến ở top note ấy. Các bạn cứ hình dung ở trên da ấy, nó giống như kiểu các bạn vừa đi tắm ở dưới biển lên. Các bạn có một cái độ mặn của muối ở trên da, cho các bạn vào tráng bằng cái lớp nước khoáng để làm sạch hơn. Thì khi các bạn ngửi da, các bạn nhận thấy cái nét mặn mặn nhẹ nhẹ đó. Xong rồi các bạn cứ hình dung là thêm một chút cái mùi ngọt của cam vào nữa. Và những gì còn sót lại sau khoảng tầm 2 tiếng ở trên da, khi mà mùi hương đã ổn định dần và bắt đầu bám chặt bền bỉ vào da, thì các bạn đã nhận thấy một cái vai mùi sạch. Nó giống như kiểu mùi nước muối khoáng vậy, kiểu thế. Hoặc là kiểu nước cam nhưng mà cho thêm muối vào để có thể mang tới một cái cảm giác fresh, sạch sẽ. Sau khoảng tầm 2 tiếng thì tôi thấy con này khá là dễ dùng, rất là thiện cảm ở trên da. Nhưng mà cái mà tôi muốn truyền tải duy nhất để các bạn có thể lưu ý là cái phần top note của em nó. Khi mà cái nét muối nó chưa được xử lý, gọi là tròn trịa, và nó mất một cái thời gian gọi là tương đối dài ở trên da để có thể có sự bền bỉ ổn định về mùi hương, thì em nó mới ok. Đây là một cái điểm khác biệt của Afternoon Slap với Afternoon Scream. Vì Afternoon Scream của LV nó khá là nịnh mũi, mùi hương cũng biến chuyển gọi là đơn điệu, không có gì quá là nổi bật. Nhưng mà riêng em này thì cái điểm đấy là cái điểm mà tôi muốn truyền tải. Còn em này thì nói thật là sau khoảng tầm hơn 1 tiếng thì các bạn mặc dù nam hay nữ, mặc vào mùa hè nắng nóng thì các bạn cũng dễ dàng nhận được lời khen. Phải nói rằng em nó khi dry down rất rất ổn, không có gì để chê trách, để bàn cãi cả. Và cũng chỉ vì mỗi cái top note thôi nên là tôi mới phải lăn tăn là có cho nó vào lít nước hoa mùa hè của nam hay nữ không. Và cuối cùng thì tôi đã để nó ở ngoài và cho Black Panther của Alexandria vào. Vâng, cái tiếp theo mà mình muốn truyền tải ở đây đó chính là cái phần hiệu năng của em nó. Một chai nước hoa mùa hè có một chút hơi lăn tăn về cái phần chuyển biến ở top note. Thế thì cái mà các bạn cần biết thêm đó là hiệu năng liệu có ổn không. Thì phải nói rằng con này có một cái hiệu năng rất ổn ở trên da. Trên da mình thì Afternoon Slap nó sẽ lưu được khoảng tầm 6 đến 7 giờ, rất ok. Và nó sẽ tỏa khá tốt trong cái giai đoạn khi mà cái nét muối cùng với nét ngọt của cam nó gọi là đánh nhau để giành được cái vị trí và để nó ổn định ở trên da. Thì con này nó sẽ tỏa hương khoảng tầm hơn nửa cánh tay cho đến một cánh tay ban đầu. Nghĩa là các bạn một tiếng ban đầu các bạn nhận thấy mùi hương này khá rõ rệt. Đúng cái giai đoạn chuyển biến mình không thích thì nó lại tỏa khá tốt. Và dry down ở trên da thì sau khoảng tầm đến 3 tiếng thì nó sẽ trở thành một cái mùi skin scent thôi. Rất là ok và nó sẽ lưu bền bỉ tầm 6 đến 7 tiếng. Thì đây là một cái thông tin để cho các bạn biết thêm về cái phần hiệu năng. Phải nói rằng là riêng cái phần hiệu năng của những con Alexandria mùa hè thì họ làm tốt hơn so với những cái phiên bản gốc rất nhiều. Afternoon Scream của LV thì thôi, phải nói rằng là chưa kịp cảm nhận gì thì mùi hương đã biến mất, hay là một vài cái mùi khác nữa. Nhưng mà với Alexandria họ đã khắc phục được điều đó. Đấy là một cái điểm cộng so với bù lại cái phần top note.
Rồi, vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với cái phong cách như thế nào? Thực ra thì tôi nghĩ sẽ là một ngày đi biển nó sẽ là hợp lý nhất. Các bạn đi biển hoặc là các bạn đi những cái chuyến phượt với thời tiết nắng nóng và các bạn cần một cái mùi hương mang lại một cái sự khỏe khoắn. Tại vì trong này nó sử dụng một cái nét hương là mình nói đó chính là muối. Nó tạo một cái độ mặn nên là nó sẽ làm gia tăng được cái năng lượng, cái sự bùng nổ, cái sự khỏe khoắn của mùi hương. Thì Afternoon Slap là một trong những con rất phù hợp để các bạn có thể đi phượt, đi du lịch, đi biển. Ok, còn về cái phần giới tính của chai nước hoa này thì phải nói rằng là nó cũng rất là unisex. Ngoài cái phần top note ra thì mình nghĩ rằng các bạn nữ sẽ hơi nhạy cảm thêm. Với cái phần top note thì các bạn khi mà dry down các bạn hoàn toàn có thể xài được. Nam nữ không quan trọng về độ tuổi, 18, 20 cho đến 25, 30 thì mình nghĩ rằng mùi hương này rất ok. Cái tầm ngoài 30 đổ ra thì cũng sẽ có phần hơi khắt khe một xíu. Vì mình có cho vài người tầm 35 đến 37 tuổi, một vài người anh của mình thử con này. Thì anh ấy cứ bảo là anh không thích những cái mùi kiểu như thế này, anh thích những cái mùi nó cổ điển một xíu. Thì đây cũng là một cái điểm lưu ý. Nhưng mà mình nghĩ rằng Afternoon Slap sẽ đáp ứng độ tuổi gọi là phổ thông ở trên thị trường của Việt Nam, thì một lựa chọn rất rất ổn. Còn style ăn mặc thì tôi nghĩ rằng là cứ các bạn có thể mặc quần short, các bạn có thể mặc những chiếc quần ngô, những chiếc áo hoa lá cành, các bạn nữ có thể mặc những chiếc váy hoa, hoàn toàn có thể mặc được mùi hương này. Một cái phong thái, một cái phong cách mang tới một hình ảnh rất là kiểu biển cả đại dương, đi du lịch bla bla, mặc được em nó rất ổn. Các bạn cũng có thể mặc hàng ngày ở cái khí hậu mùa hè lanh quanh ở tầm trên dưới 35 độ từ miền Nam cho đến miền Bắc, kể cả miền Trung, xịt đi làm cũng rất rất ổn. Giá thành thì tôi thấy hiện tại vẫn lanh quanh ở tầm 3 triệu quay đầu, một cái giá cũng không hề rẻ cho một cái thương hiệu chuyên làm clone. Đây cũng là một cái yếu tố mà các bạn có thể cân nhắc. Nhưng mà nếu mà đang tìm clone của Afternoon Scream của nhà LV thì chắc là đến thời điểm hiện tại không có con nào được làm được cái vai mùi clone đến như vậy. Ông Alex này thì chuyên làm clone của LV, của Rosa, của Kilian rồi. Các bạn hoàn toàn có thể thử em nó. Và không biết rằng là các bạn đã thử qua mùi hương này hay chưa. Rất mong các bạn để lại cho mình một cái feedback ở phía dưới. Đó. Con này thì tôi đánh giá là giống được chắc là khoảng tầm 70-80%. Nhưng mà nhìn hơn về phần hiệu năng. Đó. Còn bây giờ thì video xin phép được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên like, share, ấn nút chuông theo dõi, nhận được nhiều video mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.